Ngày mai tôi sẽ lấy vợ rồi, ngày mai tôi từ giá cuộc đời, độc thân vui tình. Từ mai tôi đã có vợ rồi, đời tôi sẽ tỏa sáng ngời ngời, cũng có khi lành ít dữ nhiều. Từ ngày mai không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá, ừ tôi tu rồi. Từ ngày mai không còn bị loan, chỉ còn cơm ngon như chuyện cổ tích, vì tôi vợ tôi lắm. Các thiên hiệu của tôi ơi, đừng rủ rê tôi nữa nha, tôi có vợ và tôi ngoan rồi. Các thiên hiệu của tôi ơi, từ nay xin gác kiếm thôi, để vợ buồn là không yên. Thật ra tôi học trước nhiều trò, quỷ đen tôi đã biết học thò, tìm nơi cất dâu. Alo, ai ngồi đấy muộn rồi? Sao hả mày, sao giờ chưa ra nữa? Giọng ngoan, bây giờ đã ở nhà rồi, chờ chút đi, giờ ngủ rồi tao ra. Làm sao không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá, làm sao sống được? Làm sao không còn bị lon, sao làm không ngon, nhưng mà vợ ơi, đừng bắt anh phải thay đổi. Các chính hiệu của tôi ơi, gọi tôi đi tôi sánh rồi, đã xin vợ, vợ cho tôi đi rồi. Sẽ không làm vợ buồn đâu, vợ thương tôi nhất trên đời, tôi yêu vợ, vợ của tôi thôi. Tôi yêu vợ nhất trên chân đời. Anh ơi, nhà hàng Sapphire Điện Biên Phủ sao không anh ơi? Em cưới anh nè, mà bây giờ sắp trễ rồi, chỉ đường em đi với. Sao Sapphire hả? Sapphire em bay lên trên. Em bay lên trên xong em nhìn mình tới trái là thấy. Ồ dạ, đi qua sao không anh? Không xa, không xa. Không xa hả? Kịp không? Bây giờ gần sắp giờ làm trễ rồi mà, sắp trễ rồi nè. Đường chim bay thì 5 phút thôi, còn em bay thì chắc khoảng tầm 2 phút à. Ôi, vậy hả? Cảm ơn anh nha. Rồi, em bye nha. Bay thiệt trời.